Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bí mật của phương pháp diễn đạt hiệu quả. Thì ngay sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, tôi đã gặp hai người anh trai tại London, ngài Rock và ngài Ken Smith. Hai người này thực hiện chuyến bay đầu tiên từ London tới Australia và đã giành giải thưởng 50.000 đô la cho chính phủ do chính phủ Úc trao tặng. Họ đã giành cả đế chế Anh, họ đã làm cho cả đế chế Anh phải khâm phục và đã được nhà vua phong tước hiệu hiệp sĩ. Đại úy Hayley là một nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã bay cùng với họ trong một quãng đường trong suốt cuộc hành trình để ghi lại những thời điểm đáng nhớ. Sau cái chuyến bay kết thúc thì tôi giúp họ chuẩn bị một cuộc nói chuyện có hình ảnh minh họa về chuyến bay đó và hướng dẫn cho họ cách thực hiện. Họ đã kê lại cuộc hành trình 2 ngày một lần vào một buổi chiều và một lần vào buổi tối trong vòng 4 tháng tại hội trường Philharmonic tại London. Hai người có kinh nghiệm giống hệt nhau, họ đã ngồi cạnh nhau khi họ bay nửa vòng trái đất và có những buổi nói chuyện rất giống nhau, gần như là từng từ một. Tuy thế, xét cho cùng thì không hẳn là như thế. Còn có một thứ gì đấy ngoài những câu chuyện trong các buổi nói chuyện, đó là một không khí của buổi nói chuyện, ý nghĩa của điều mà bạn thực sự phụ thuộc vào một phần lớn vào cách mà bạn muốn diễn đạt được điều đó. Tôi đã có lần ngồi cạnh một phụ nữ trẻ trong một buổi hòa nhạc ngoài trời. Người phụ nữ này đang đọc một cái bản nhạc Mazurka của Chopin. Khi mà ban Bedrocki đang chơi bản nhạc đó, cô ta tỏ ra bối rối. Cô ta không thể hiểu được điều này. Những nốt nhạc mà ông ta chơi chẳng khác gì những nốt nhạc mà cô từng gảy. Nhưng kỳ lạ thay, đó là giai điệu cô hết sức bình thường. Cô cảm thấy hết sức bình thường. Trong khi đó, những giai điệu mà anh ta thật được truyền cảm mượt mà, một sự biểu diễn làm mê hoặc khán giả. Thực ra vấn đề không chỉ là nốt nhạc mà là cả cách thức mà chúng ta gảy chúng, một cảm giác, một kỹ năng, một tính cách mà anh ta đặt vào trong nốt tràng. Chính những thứ đó đã làm nên điều khác biệt của con người bình thường và người thiên tài. Butler là một họa sĩ bậc thầy của người Nga, đã sửa được một bức họa của một cậu học sinh. Một cậu học sinh hết sức ngạc nhiên trước bức tranh đã được sửa và thốt lên: tại sao thầy mới chỉ có một vài thay đổi đường nét mà bức tranh lại trở nên sống động lạ thường? Butler đã nói: nghệ thuật bắt đầu từ những thứ nhỏ bé như thế đấy. Đó là thực sự đối với diễn thuyết cũng như đối với hội họa và âm nhạc của Bader Ricky. Điều tương tự xảy ra đối với người diễn thuyết. Có một câu châm ngôn cổ trong Quốc hội Anh là mọi thứ đều phụ thuộc vào cách mà người ta thể hiện chứ không phụ thuộc vào bản thân của thứ đó. Quên Tilan đã nói một điều từ rất xa xưa, cái thời mà nước Anh còn là một thuộc địa xa xôi hẻo lánh của đế chế Rome. Giống như hầu hết mọi câu châm ngôn, nó cần phải được tính đến cung Grano Sally. Một diễn đạt tốt sẽ có thể phát triển rộng một vấn đề hết sức nhỏ bé. Tôi thường tham dự những cuộc thi tại đại học và nhận ra rằng không phải lúc nào những người diễn thuyết cũng có tài liệu tốt nhất, không phải người diễn thuyết nào có tài liệu tốt nhất cũng như tác giả, mà thường là những người diễn thuyết có thể trình bày hiệu quả khiến cho các tài liệu của người đó mang tính chất thuyết phục cao nhất. Hôm trước, Morley đã từng nhận xét khóa mình có 3 điều ảnh hưởng đến kết quả diễn thuyết, đó là ai nói, anh nói như thế nào và anh nói gì. Và trong 3 nhân tố đó, nhân tố cuối cùng là nhân tố kém quan trọng hơn cả. Một sự phóng đại chăng? Đúng như vậy. Nếu loại bỏ đi những phần nổi, bạn sẽ tìm thấy được sự thật ẩn sâu sau những lời nhận xét đó. Edmund Burke đã viết trong bài diễn văn rất logic, mang tính chất thuyết phục cao, cùng cấu trúc chặt chẽ, đến nỗi mà ngày nay một nửa số trường đại học toàn quốc coi bài viết của ông là một trong những bài diễn văn mẫu. Nhưng Burke, với nhà tư cách là nhà diễn thuyết, thì lại không hề thành công. Ông ta không có khả năng diễn đạt những ngôn từ tuyệt vời của mình làm cho nó trở nên lôi cuốn trước người đọc. Do đó, ông ta bị gọi là cái chuông của buổi tối của hạ sĩ nghị viện. Một khi ông ta đứng lên phát biểu, các ông nghị khác lại tìm cái cớ lũ lượt để đi ra ngoài. Bạn có thể dùng hết sức để ném một viên đạn thép vào một người, nhưng bạn không có thể làm cho anh ta bị thương. Nhưng nếu bạn đặt thuốc súng vào một cây nến làm từ mỡ động vật, bạn có thể bắn cây nến đó ra xuyên qua một tảng đá làm bằng gỗ thông. Tôi tiếc phải thừa nhận rằng bài diễn văn kiểu như nến làm vỡ làm từ mỡ động vật nhưng có thuốc súng lại gây ấn tượng hơn cái bài diễn văn cái kiểu mà đạn bọc thép
nhưng lại không có một cái lực nào đằng sau đó cả. Do đó hãy chú trọng vào cách diễn đạt của bạn. Phương pháp truyền đạt là gì? Đó là một đại lý bán hàng đang làm gì khi mà chuyển đến một mặt hàng mà bạn đã mua. Có phải là lái xe đơn thuần ném nó vào sân bạn rồi đi thẳng hay không? Việc mà người bưu phẩm đưa tới tầm tay bạn liệu có giống như cách đã làm trên của người lái xe không? Một cậu bé có khả năng truyền nhiệm vụ, truyền tin, mang tin tức đó trực tiếp đi thông báo cho người mà cần được thông báo. Liệu có phải tất cả những thứ đó cũng đúng với những nhà diễn thuyết hay không? Tôi sẽ đưa ra một minh họa điển hình mà hàng nghìn người đã được nhắc đến một lần. Tôi dừng lại tại Mungren, một khu du lịch nghỉ hè ở dãy Áp Lắp Thụy Sĩ. Tôi đã nghỉ tại khách sạn do công ty có trụ sở ở London. Và hàng tuần, họ thường mời hai giảng viên từ Nước Anh tới để nói chuyện với khách. Một trong số những giảng viên đó đã được mời từ một nhà văn ngữ viết tiểu thuyết nổi tiếng. Chủ đề bà ta thường là tương lai của những cuốn tiểu thuyết. Bà ta thừa nhận rằng mình không tự chọn chủ đề này, và cho dù chủ đề đó có dài hay ngắn như thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng chả có gì để nói cả. Và bà ta thực sự là không quan tâm đến nhiều những gì mà mình đang nói. Bà ta ghi chép rất cụ thể và bà ta đứng dậy trước cả những người tham dự, phớt lờ người nghe, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào họ. Khi thì nhìn đi chỗ khác, khi thì nhìn vào mẫu giấy ghi chép, khi thì nhìn xuống sàn nhà. Bà ta rơi vào trạng thái mơ màng, không nói gì cả, với một cái nhìn xa xăm, với những âm thanh lý nhí trong tiếng nói. Đây không phải là cách nói để truyền tải một cuộc nói chuyện, mà đây là cách tự thoại. Nó không hề mang tính chất liên lạc, và đó chính là điều yếu tố cần thiết đầu tiên để tạo ra một buổi nói chuyện thành công, đó là tính liên lạc. Khán giả cảm thấy rằng có một thông điệp được gửi thẳng đến tâm hồn và trái tim của người nói, đến tâm hồn và trái tim của họ. Cách nói mà tôi vừa mới nhắc đến trước đó chỉ là cách nói đầy sảng mà không có ý nghĩa gì cả. Mà đúng giờ hơn, cách nói dường như là nói với đá chứ không phải là nói với người có trái tim và có tâm hồn. Điều đáng buồn là cách nói nhạt nhẽo, dễ gây hiểu lầm như vậy là hay bị lạm dụng. Bí mật của phương pháp diễn đạt hiệu quả là người ta đã viết một đống thứ lăng nhăng về phương pháp diễn đạt. Nó đã được nhiều người ta khoác lên cái luật lệ và cái lễ nghi phù phiếm để trở thành một cái sức thần bí, thuộc diện thuyết trước công chúng, lạc hậu, một điều xấu xa cho nhân gian Chúa và loài người, đã làm cho nó trở nên bố bịch. Một vài doanh nhân đến thư viện hay hiệu sách tìm những cuốn sách viết về thuật hùng biện đáng ý. Cho dù đó là những xu thế đang nổi, một vài trường học bắt học sinh phải học thuật hùng biện mang đầy tính vẻ trang trí lòe lẹt của Webster hay Ingersoll, một thứ mà đã quá lỗi thời và không phù hợp với tinh thần của thời đại, giống như cái mũ mà bà Ingersoll hay bà Webster đã đội nếu như chúng được sản xuất lại trong thời đại này. Một trường phái diễn thuyết hoàn toàn mới được phát triển mạnh mẽ sau thời kỳ nổi chiến để phù hợp với tinh thần của thời đại. Trường phái này đã truyền tải thẳng ý tưởng giống như một bức điện, những ngôn từ hoa mỹ mà từng được coi là một mốt của thời nay không còn được đứng trong thời đại này. Những khán giả của thời đại mới, cho dù 15 người trong một cái buổi hội thảo kinh doanh hay 1.000 người trong một cái lều, tất cả đều muốn phát biểu thẳng thắn như ông ta từng nói chuyện bình thường, trong một phong cách giống như là anh ta đang trò chuyện với một số người trong số họ, trong một phong cách giống như vậy. Nhưng nếu như không phải cùng âm lượng như thế, nếu ông ta thử làm như vậy, mọi người sẽ rất khó nghe được những gì anh ta nói. Để được tự nhiên thì ta phải dùng thêm rất nhiều năng lượng khi nói với 40 người hơn là với một người, giống như một bức tượng trên đỉnh tòa nhà phải có hình khối khổng lồ để làm cho nó trở nên giống như thật khi quan sát dưới đất. Khi kết thúc buổi giảng của Martin tại một khu trang trại mỏ ở Nevada, người công nhân mỏ đã có tuổi đã tiến lại gần và hỏi ông liệu có thể có được giọng nói tự nhiên và mạch lạc như ông không? Đó là thứ mà người nghe muốn, giọng trở nên tự nhiên và mạch lạc của bạn. Mở rộng một chút, hãy nói trước một con mất tuy chết rằng bạn nói với John Henry Smith trong một cuộc họp của Committee Check thực ra là gì, hay chỉ là toàn bộ trong toàn những ông John Henry Smith
liệu cách mà bạn sử dụng hiệu quả đối với từng người sẽ áp dụng được đối với khi họ tập hợp lại thành một đám đông. Tôi đã miêu tả cách thức nói chuyện của nhà tiểu thuyết cũng như trong phòng mà bà ta đã nói chuyện một vài ngày sau. Tôi đã có vinh dự được nghe cái ngài Oliver Lodger nói chuyện. Chủ đề của ông là những nguyên tử và những thế giới. Ông lại dành rất nhiều thời gian và công sức cho chủ đề. Ông có một thứ gì đấy mà là một phần hết sức quan trọng trong trái tim và tâm hồn trong cuộc sống của ông. Và ông đã quên bản thân tôi, cảm ơn Chúa, rằng ông đã quên và ông giảng giải cái kiến thức hết sức cao siêu. Ông không hề chú ý đến điều này. Ông chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất là nói với khán giả về những hạt nguyên tử, nói với chúng tôi một cách chính xác, rành mạch, đầy cảm xúc. Ông tha thiết cố gắng làm cho chúng tôi thấy những cái mà ông đã thấy, cảm nhận được những cái mà ông đã cảm nhận. Và kết quả là gì? Ông có một buổi thuyết giảng tuyệt vời, một buổi giảng đầy sự quyến rũ và sức mạnh. Buổi giảng đã tạo ra ấn tượng sâu sắc đối với những người mà đã nghe. Ông là một nhà diễn thuyết có khả năng đặc biệt. Tôi tin chắc rằng ông không hề coi mình là như vậy. Và tôi cũng chắc rằng rất ít người đã có thể nghe ông nói lại ý nghĩ của ông là một nhà diễn thuyết trước công chúng. Nếu bạn đọc được cuốn sách và phát biểu trước công chúng khiến cho bạn nghe đoán là bạn đã được học về môn diễn thuyết, bạn sẽ không phải là người diễn thuyết mà tác giả mong đợi. Ông ta rất muốn bạn nói với một người tự nhiên cao độ mà những người nghe không bao giờ mơ là bạn được đào tạo một cửa sổ đẹp, không bao giờ phải mời gọi ánh sáng để đến mà để ánh sáng tự nhiên chiếu vào. Một người diễn thuyết thành công cũng giống như thế, anh ta phát biểu tự nhiên đến mức làm cho người nghe không bao giờ chú ý đến cách anh ta nói, họ chỉ chú tâm vào chủ đề của anh ta mà thôi. Lời khuyên của Henry Ford, những nhà sản xuất ô tô của Ford, thường nói rằng tất cả những chiếc xe Ford đều giống nhau, nhưng không bao giờ có hai người đàn ông giống nhau. Mọi sự sống mới đều mới mẻ dưới ánh nắng mặt trời, không hề có bất cứ thứ gì lại giống nó trước đây cả, và sẽ không bao giờ lại làm như thế. Một người đàn ông thanh niên phải biết được điều này. Anh ta nên tìm được điểm khác biệt của bản thân so với những người khác và phát triển nó, bởi vì nó chính là con người của anh ta. Xã hội và trường học có thể tìm cách loại bỏ những điểm khác biệt của anh ta. Xu hướng của họ là cố đặt cho chúng ta vào một khuôn khổ chật hẹp, nhưng các bạn đừng mất đi điểm nhấn của mình. Nó là thứ duy nhất để bạn thể hiện tầm quan trọng của các bạn. Tất cả những điều đó thì lại đúng gấp hai lần đối với nghề diễn thuyết trước công chúng. Trong thế giới này không có một người thứ hai nào giống bạn cả. Hàng trăm triệu người đều có được hai mắt, một mũi và một mồm. Không ai là không trông giống như bạn cả, và cũng không có ai lại có tính cách, phương pháp và tư duy giống hệt bạn. Rất ít người trong số họ có thể phát biểu và thể hiện bản thân giống như bạn đang nói chuyện một cách tự nhiên. Nói một cách khác, bạn là người có cá tính. Khi là một nhà diễn thuyết, cá tính là tài sản quý báu nhất của bạn. Nắm chắc lấy nó, nâng niu lấy nó, phát triển nó chính là điểm nhấn mà sẽ làm cho lời nói của bạn có trở nên có sức mạnh. Đó là tính thuyết phục và chân thành. Cá tính là thứ duy nhất thể hiện sự quan trọng của bạn. Này, Oliver Logger đã phát biểu sự khác biệt so với những người khác, bởi vì ông ta khác biệt so với họ. Phong cách nói chuyện riêng của ông chính là phần cốt yếu trong cá tính bản thân của ông, cũng giống như bộ râu hay cái đầu khói của ông. Nếu ông cố bắt chước Lloyd Garrett thì ông đã sai lầm và sẽ thất bại. Những cuộc tranh luận nổi tiếng nhất của nước Mỹ diễn ra vào những năm 1858 của thị trấn của vùng thảo nguyên bang Illinois giữa hai thượng nghị sĩ Stephen Douglas và Abraham Lincoln. Ông Lincoln có dáng người cao, trông khá vụng về, còn ông Douglas rất thấp, người thấp nhưng lại trông phong nhã. Tính cách, nội tâm và tư duy của cả hai người đàn ông này đều không hề giống nhau về hình dáng lẫn bên ngoài. Nhưng ông Douglas là người học rộng, hiểu sâu trên thế giới. Ông Lincoln là người thợ chuyện hay tàu hỏa, người đã phải đi đến từng nhà để kêu gọi sự ủng hộ. Phong thái của ông Douglas hết sức nho nhã, còn Lincoln lại vụng về lóng ngóng. Ông Douglas thì không hề có sự dí dỏm hài hước, trong khi Lincoln là một người có năng khiếu kể chuyện tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Ông Douglas rất hiếm khi nở nụ cười trên môi.
Còn Lincoln thường xuyên tranh luận bởi sự so sánh và sự ví dụ minh họa. Ông Douglas cao ngạo và hống hách, ông Lincoln khiêm tốn và kỳ tha. Ông Douglas suy nghĩ hết sức nhanh chóng, đối lập với sự trầm đại của Lincoln. Ông Douglas nói nhanh như gió, Lincoln lại trầm lắng, sâu sắc và trung tâm hơn. Cả hai người đàn ông này không hề giống nhau như bề ngoài của họ, đều là những nhà diễn thuyết tài năng bởi vì họ có lòng dũng cảm và là chính mình. Nếu là một trong hai người cố gắng bắt chước người kia, anh ta sẽ gặp thất bại thảm hại. Nhưng mỗi người đã sử dụng một tài năng kỳ lạ của bản thân của mình, đã biến thành những cá nhân nổi trội và đầy sức mạnh, hãy là chính mình. Đó là một chỉ dẫn dễ dàng đưa ra, nhưng liệu nó có phải là một sự chỉ dẫn dễ dàng để thực hiện được? Nó thẳng ra, nó không hề dễ làm được như vậy. Ông Mark Sanford đã nói về cuộc chiến nghệ thuật. Nó thật ra là đơn giản nếu xét trên định nghĩa, nhưng nếu thật không may lại rất phức tạp trong thực hiện. Chúng ta tập thường xuyên để có được sự tự nhiên trước khán giả. Những diễn viên biết điều này. Khi bạn còn nhỏ, khoảng 4 đến 5 tuổi, bạn rất có thể nếu như bạn đã từng thử leo đến một diễn thuyết và đọc diễn văn cho khán giả nghe một cách tự nhiên. Nhưng khi bạn ở độ tuổi 24 hay 44 thì điều gì sẽ xảy ra khi bạn bước lên một diễn thuyết để nói? Liệu bạn có thể giữ lại sự tự nhiên vô thức mà bạn đã từng có ở tuổi 40 hay không? Bạn có thể, nhưng do đồng tiền bát gạo mà bạn sẽ trở nên mất tự nhiên, lúng túng và máy móc. Bạn sẽ thu mình lại giống như một chú rùa sợ sệt ở lúc đầu và mai rùa. Cái khó trong việc giảng dạy đào tạo nhà diễn thuyết không phải là làm sao cho tính cách thêm tính cách cho họ, mà làm cách nào để loại bỏ những rào cản và giải phóng họ, giúp họ phát biểu một cách tự nhiên. Đã hàng trăm lần tôi nhắc lời người phát biểu trong khi họ đang nói và tha thiết yêu cầu họ hãy nói như là một con người. Đã hàng trăm đêm tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi kiệt sức do cố luyện và ép một người phải nói một cách tự nhiên. Không, hãy tin tôi, điều đó không hề dễ dàng như bạn tưởng đâu. Và cách duy nhất dưới bầu trời này mà bạn có thể có được sự tự nhiên là luyện tập. Và khi bạn luyện tập, nếu bạn cảm thấy mình đang nói phong thái cứng nhắc, hãy dừng lại và nói to với mình rằng: ê, bạn đang làm gì vậy? Thực tình nghi, hãy là một con người. Sau đó, bạn chọn lấy một ai đó trong số khán giả, những người ở phía cuối, những người trông chán nản nhất mà bạn có thể tìm thấy, và nói chuyện với anh hay cô ta. Hãy quên đi sự có mặt của những người khác. Hãy trò chuyện với anh ta. Hãy tưởng tượng anh ta đang hỏi bạn một câu và bạn đang trả lời. Nếu anh ta định đứng lên và nói với bạn, bạn sẽ đáp lại anh ta. Quá trình đó ngay lập tức và chắc chắn sẽ làm cho bạn nói chuyện cách tự nhiên hơn, thẳng thắn hơn. Do đó, hãy tưởng tượng rằng tình huống như vậy đã xảy ra. Bạn còn có thể đi xa hơn nữa là tự đặt cho câu hỏi và tự trả lời. Chẳng hạn, khi đang nói, bạn có thể và bạn hỏi tôi có bằng chứng gì về sự khẳng định này. Tôi có đầy đủ bằng chứng và chúng đây. Sau đó tiếp tục câu hỏi của bạn. Những điều này có thể dễ dàng thực hiện tự nhiên. Nó sẽ phá vỡ sự đơn điệu buồn rẻ trong khi nói chuyện. Nó sẽ làm cho buổi nói chuyện thẳng thắn và dễ dàng cởi mở. Sự chân thành, sự nhiệt tình, nhờ sự nhiệt tình và nghiêm chỉnh sẽ giúp bạn. Khi một người bị tình cảm chi phối, con người thật của anh ta sẽ hiện lên. Những rào cản đổ xuống, sức mạnh, cảm xúc của anh ta sẽ bị thiêu rụi trước hàng rào ngăn cản. Anh ta hành động tự nhiên, anh ta nói cái tự nhiên, anh ta sẽ là tự nhiên. Như vậy, cuối cùng, thậm chí cái vấn đề diễn thuyết ở đây quay trở lại cái mà nhiều lần đã nhấn mạnh trong quyển sách này, đó là hãy đặt trái tim của bạn vào cuộc nói chuyện. Dan Brown đã nói vào một buổi giảng đạo của ông tại khoa thần học của trường Yale: tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện một người bạn của tôi kể vào một buổi lễ khi anh ta tham dự tại thành phố London. Người giảng đạo lúc đó là Jerry McDonald. Ông ta đọc bài kinh thánh ở chương thứ 10 của 11 của Hebrew vào một buổi sáng hôm đó. Khi đến bài nói về đạo đức, ông ta nói: hẳn tất cả các con đã nghe nói nhiều về những người sùng đạo. Ta không cố nói cho các con biết về sự sùng đạo là gì. Những giáo sư về thần học chắc sẽ làm tốt công việc này hơn ta rất nhiều. Ta đến đây để giúp các con có niềm tin. Sau đấy là một sự thể hiện đơn giản, thành tâm và kỳ diệu về sự sùng đạo của ông ta trong sự thật vô hình đã kéo dài mãi mãi, là nảy lên đức tin trong tâm trí và trái tim của những người nghe. Trái tim của ông ta nằm trong công việc của ông ta. Bài diễn thuyết của ông ta có sức
tác động, bởi vì nó dựa trên vẻ đẹp tuyệt trần của cuộc sống nội tâm bản thân ông. Trái tim của ông ta nằm trong công việc của ông ta, đó là điều bí mật. Vâng, tôi biết rằng lời khuyên kiểu này không phổ biến lắm, nó dường như mờ nhạt, khó hiểu. Các sinh viên bình thường muốn có được các quy luật rõ ràng, thứ xác định có được, một thứ mà người ta có thể đặt được vào trong lòng bàn tay, những quy luật chính xác như những hướng dẫn về lái xe, lái chiếc xe, đó là cái mà anh ta muốn, đó là cái mà tôi có thể đưa cho anh ta. Nó có thể dễ dàng đối với anh ta, nhưng cho cả tôi nữa, đúng là có quy luật như thế, nhưng lại là có một sai sót nhỏ trong chúng. Chúng không được áp dụng, những quy luật đấy được sẽ cướp đi tất cả tính tự nhiên, ngẫu hứng, sống động, nhiệt tình của người diễn thuyết. Tôi biết sẽ làm như vậy, sẽ là như vậy. Khi còn nhỏ tôi đã cố gắng thử áp dụng rất nhiều, bởi chúng chúng sẽ xuất hiện trong cuốn sách này, bởi vì John Bunyan đã nhận xét sẽ chẳng có tác dụng gì nếu biết quá nhiều nhiều điều mà không phải là như vậy. Trong các buổi diễn thuyết trước công chúng, bạn có thực hiện được điều này? Ở đây chúng ta sẽ bàn về một vài đặc điểm khả năng diễn thuyết một cách tự nhiên trước công chúng để làm rõ về lối sống động đặc điểm đó. Lúc đầu tôi không được viết dòng này, bởi vì chắc chắn sẽ có ai đấy nói rằng, à tôi biết rồi, chỉ cần thúc ép bản thân làm những điều đó thì mọi người mọi việc sẽ ổn thôi. Không đâu, ép bản thân làm những điều đó thì bạn sẽ trở nên vụng về và máy móc. Bạn sử dụng hầu hết những quy tắc này trong cái cuộc trò chuyện trong ngày hôm sau, sử dụng chúng trong vô thức như là bạn đã ăn bữa tối qua vậy. Đó chính là cách mà bạn sử dụng chúng, và nó là cách duy nhất, và nó chỉ đến trong môn diễn thuyết trước công chúng, chỉ là cách luyện tập. Điều mà chúng ta nói rất nhiều, đầu tiên nhấn mạnh những từ quan trọng, hạ giọng những từ không quan trọng. Trong cái cuộc trò chuyện bình thường, chúng ta nhấn mạnh những âm tiết trong một từ và lướt qua những âm tiết khác, giống như chiếc xe tốc độ cao lướt qua những dòng người đang lang thang. Đây không phải là quá trình khó hiểu và bất bình thường mà tôi đang miêu tả. Nghe này, bạn có thể nói về hàng trăm lần bản thân bạn đã thực hành hàng trăm lần, có khi hàng nghìn lần vào ngày hôm sau. Sau đây là một vài ví dụ. Sau khi đọc cái câu trước sau, nhấn vào những từ hoa, nước nhanh và những từ khác, kết quả cuối cùng như sau: tôi đã thành công trong việc tôi đã làm, bởi vì tôi quyết tâm, tôi không bao giờ chần chừ trước những điều mà mang lại cho tôi lợi thế hơn bất cứ ai trên thế giới này. Napoleon. Tôi đây không phải là cách duy nhất để có được những dòng chữ này. Những người khác có thể sẽ đọc nó theo một cách hoàn toàn khác, không hề có được luật lệ cố định nào trong việc nhấn mạnh từ. Tất cả đều linh hoạt và tùy hoàn cảnh. Hãy đọc đoạn dưới đây một cách chậm dạc và chân thành, cố gắng làm cho câu văn rõ ràng và mang tính thuyết phục. Bạn có thấy mình đang nhấn mạnh những từ quan trọng và lướt qua những từ kém quan trọng hơn? Bạn nghĩ mình đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh bại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn sẽ không dám. Nếu bạn nghĩ rằng mình chiến thắng, nhưng lại nghĩ mình không thể chiến thắng, một điều chắc chắn rằng bạn sẽ không thể chiến thắng. Trong cuộc sống, phần thắng không phải lúc nào cũng thuộc về người khỏe hơn và nhanh hơn. Mà dù sớm hay muộn thì người chiến thắng là người nghĩ mình có thể chiến thắng. Có lẽ không một thành tố nào quan trọng hơn sự quyết tâm cao độ. Một cậu bé sẽ trở thành người đàn ông vĩ đại, hoặc sẽ trở thành một người mà mọi người sẽ nhớ đến sau khi qua đời. Phải luôn xác định là không phải chỉ vượt qua hàng nghìn chướng ngại vật, mà còn phải chiến thắng cho dù phải gặp hàng nghìn thất bại. Tôn Roosevelt. Thứ hai là thay đổi ngữ điệu của bạn, âm lượng của giọng nói của bạn theo chu kỳ lúc bổng lúc trầm, không bao giờ đều đều mà luôn thay đổi như mặt biển nhấp nhô như những con sóng. Tại sao vậy? Không ai biết cả và cũng chẳng ai quan tâm. Hiệu quả thật tuyệt vời, và đó là phong cách tự nhiên. Chúng ta không bao giờ phải học để có thể làm được điều đó. Nó đến với chúng ta như những đứa trẻ không đòi hỏi, không nhận biết, nhưng lại để cho chúng ta trước khán giả, trước khán giả. Và khi giọng nói đó của chúng ta trở nên đều đều chán ngắt như là sa mạc Nevada vậy, nếu bạn khi bạn bạn mà thấy mình phát biểu với giọng đều đều, và thường là giọng bạn sẽ cao, thì hãy dừng lại một chút và tự hỏi rằng mình đang nói giống như một người Ấn Độ vùng quê. Hãy nói chuyện như những người này, hãy là con người, hãy trở nên tự nhiên. Liệu lời khuyên này có giúp ích gì được gì cho bạn không?
có lẽ một chút ít chính thời gian dừng lại đã giúp cho bạn rồi. Bạn thực hành nhiều để có thể đạt được sự hoàn mỹ. Bạn có thể làm cho một từ, một cụm từ mà bạn chọn thì nó nổi bật như một cây nguyệt quế đứng trước sân, bằng một cách đột ngột hạ thấp giọng hoặc là đột ngột lên giọng. Giáo sư Bake, một vị bộ trưởng nổi tiếng của Berlin, đã thường làm như vậy. Và cả ngài Oliver Loger hay ngài Brian cũng vậy, tổng thống Roosevelt cũng không là ngoại lệ. Hầu hết những nhà diễn viên thuyết nổi tiếng trên thế giới đều có chung một cách như thế. Trong công thức như đây, hãy cố đặt những dòng chữ nghiêng thấp hơn hẳn so với những từ khác. Hiệu ứng là gì? Tôi chỉ có một điểm mạnh, đó là không bao giờ mất hy vọng. Marcel Ford, mục tiêu chính của giáo dục không phải là kiến thức mà là hành động. Heather Penke, tôi đã sống 86 năm rồi. Tôi đã chứng kiến những người đạt đến đỉnh vinh quang, hàng trăm người như vậy. Và trong số những yếu tố dẫn đến sự thành công, yếu tố quan trọng nhất là niềm tin. Thứ ba, hãy thay đổi tốc độ giọng nói của bạn khi một đứa trẻ nói, đặc biệt là khi chúng nói chuyện phiếm. Chúng ta thường hay thay đổi tốc độ nói. Điều này thật tuyệt, hoàn toàn vô thức và có sự nhân âm. Khả năng này thật sự là cách tốt nhất để nêu bật một ý trong tác phẩm Reporter của Lincoln của ông phát hành bởi công ty Missouri Wadler Steven, đã cho chúng ta biết đó là những phương pháp ưa thích của tổng thống Lincoln để diễn đạt một ý. Ông nói rất nhanh một vài từ, sau đó là các từ hoặc các cụm từ mà ông muốn nhấn mạnh và kéo dài âm tiết các từ hoặc cụm từ đó. Và tiếp đến, ông nhanh chóng kết thúc phần cuối của câu trong chớp mắt. Ông lại dành nhiều thời gian cho một hoặc hai từ mà ông muốn nhấn mạnh bằng thời gian mà ông dành cho nửa tá các từ ở phía sau. Phương pháp kiểu này lúc nào cũng thu hút được sự chú ý của khán giả. Để mới ngỏ, tôi từng trích câu của Cardinal trong một buổi diễn thuyết công cộng. Tôi dành nhiều thời gian cho các từ yên nhiên để riêng chúng, như thế bản thân tôi rất ấn tượng với chúng. Và làm như thế, bạn vui lòng đọc đoạn văn dưới đây, cố sử dụng đoạn kết có kết và ghi là đoạn kết quả. Một thời gian ngắn trước cái chết của ông Cardinal Gimbon đã nói: tôi đã sống 86 năm rồi, tôi đã chứng kiến những người đạt đến đỉnh vinh quang, hàng trăm người như vậy. Và trong số tất cả những yếu tố dẫn đến sự thành công, yếu tố quan trọng nhất chính là niềm tin. Một người sẽ không đạt được điều gì nếu như anh ta không có được niềm tin. Hãy thử câu này: nói nhanh và nhẹ còn từ 30 triệu đô la để làm cho chúng trở nên kém quan trọng hơn và nghe như là một từ. Và bây giờ nói 30.000 đô la, nói hết sức trọng đại, đầy cảm xúc, nói cụm từ như là bạn đang có ấn tượng với độ lớn các khoản tiền. Có phải bây giờ bạn đã làm cho khoản tiền 30.000 đô la nghe có vẻ lớn hơn khoảng 30 triệu? Thứ tư, hãy dừng lại một lúc trước và sau những ý quan trọng.